Anh gì ấy? Cái gì em? Anh nghe ra em đấy. Anh ra đây, ra đây. Rồi. Này, anh vừa làm hành động gì ấy? Anh cấm gì kìa? Cái tay anh, cái tay. Ra đây, bỏ, ra đây, bỏ cái tay đây. Cho tay đây. Nhưng mà làm sao? Tôi để ý ông này từ lâu rồi nha, đưa cái tay đây. Giơ cái tay kia của ông ra đây. Lúc của anh làm, ông đang cấm gì? Anh hít hà cái gì đấy? Anh đang cấm cái gì ở tay mà anh hít đấy? Đưa cái tay kia. Thì làm sao? Tay gì kia? Thì làm sao? Ôi, coi cái vấn đề này nhẹ nhàng thì làm sao? Quay cái gì? Thằng kia quay cái gì? Mày quay mặt người ơi. Anh đưa ngay cái bằng chứng lên đây. Đây, anh quay cho em để em cho mọi người biết là cái thằng này cái gì cả mà đây kia. Giá quần đây, áo đây. Ông vừa hít cái gì ấy? Này em vừa mới đi ra xong rồi thấy vẫn đang hít. Hít về như là thuốc phiện. Đưa đây ông kia đưa đây. Giá quần áo ấy. Đi ra đây ngay. Cái sao ông cầm quần áo của em tôi? Ôi giời ơi. Cái móc này này, cái móc này chỉ nhà tôi có thôi nhá, ông nhá. Đây. Tôi vừa mới nhìn thấy là ông lấy xong ông cho vào mũi người cái này. Ui giời ơi, em đúng không? Đồ nắp của em, đây chồng có phải đồ nắp của em không? Ôi giời, đây. Ông làm cái gì ở đây? Ui giời ơi. Có cái ông này. Thế làm sao? Cái... Ông biết Thái là vừa tao thôi ông rơi, à. Tao lấy rơi sang đây, tao nhặt đi. Nên... Rơi sang đây. Bảo sao lấy vợ ông tôi. Quần áo treo như này không rơi mà chỉ rơi cái này thôi à? Thế rồi đây, ông làm sao mày đừng có phơi sang bên nhà tao nữa. Dây nhà tôi. Dây nhà tôi phơi. Rơi ở gì rơi bên đấy rồi. Cái đây chỗ cái đây. Mẹ chịu ông đấy. Hít thả nó lấy của em nó hít xong rồi nó lại vứt lại đúng không? Định cầm thấy em ra định cầm vào giấu. May mà em gọi lại. Ôi cái ông này kinh tởm quá. Không hiểu nổi. Hàng xóm với nhau mà sao tôi ở có cái hàng xóm biết Thái mãi thế không biết. Mày có thằng này thằng cha này không lấy vợ. Ui giời ơi, ế chồng ế trơ ta. Bây giờ biết lý do sao không vợ rồi. Thì bây giờ tao nhìn thấy tao rơi bên này tao nhặt vào. Thôi ông đừng có lý do nữa ông ạ. Bao nhiêu lần rồi tôi bắt quần nó. Lý chấu. Thì hóa là mấy lần mất của nó không chính ông mày ông lấy. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Tôi đã không chầm nói ở đây tôi bắt tận tay ông ấy ông ạ. Này chị em mình đi sang khám nhà ông ấy. Sang khám nhà ông cháu. Ồ thật đấy. Chúng mày giỏi chúng mày sang được nhà tao. Ông có biết là ông đây, biết là tôi chỉ cần cấm cái này sang để cho chính quyền là ông bị bắt không? Cái tội này đi. Người mặt thì cũng rõ là đẹp trai mà lại làm mấy trò như này nhỉ? Nhà thì 30 tuổi rồi, đéo lấy vợ đi. Thẩm quyền nha, buộc dây quần áo kia, đừng buộc cái lấy đồ của người khác về làm những cái chuyện bất nhân. Tao thấy nó rơi sang đây này. Đừng có nói đi ông ạ. Ông cái cố thì vừa thôi, mắt tôi nhìn thấy tôi chẳng lẽ tôi vào tôi chết cam ấy. Vẫn còn thấy đứng đây đang hít cơ mà. Tao với bọn trẻ trâu đúng mày. À chà, ông bảo ai trẻ trâu? Này chị thấy. Trẻ trâu ít ra tôi còn có chồng nhá, còn hơn cái loại ông. Còn lót trong kia sao em ạ? Ủa ôi. Cái gì em cũng nhìn thấy rồi. Ui giời ơi, không biết là của ai. Nhà là không có con gái của ai nữa. Ui giời ơi. Cái này biến thái vãi trưởng á. Trong phòng kia đầy. Ui giời ơi. Nó đang ở treo không phải một mình đâu. Đúng, không phải nói sẵn. Nhặt nhặt cái gì? Nhặt cái người. Tôi có gan đi kìa. Cả tao xóm rồi. Đều kêu là mất quần áo. Ôi giời ơi. Tao bảo đấy. Vừa mới cho lên mũi người xong hắn còn cãi. Biến thái. Tao thấy rơi sang đây tao tưởng của em tao. Tao này đây là tao hàng xóm biết tao không. Chồng tao nó hiền nó không sang nó dã cho mày một trận ấy. Ô cái loại người này. Cái loại mày cái mẹ mày. Vào thằng khác cái kêu nó dã rồi thì vỡ mồm rồi. Cái loại người này. Mẹ mày nữa chứ. Thôi đăng lên mạng được không phải đánh cái loại người này làm gì. Chớp quá đánh cho bẩn tay. Rơi rơi đây thôi. Bẩn tay. Rơi rơi cái gì? Ta thèm gì loại trẻ trâu như chúng mày. Này thèm gì? Bố thí cho này, hít vào mũi kia, cầm về mà làm kỷ niệm mai. Đấy tao chả mày luôn đấy, rơi hôm nay tao nhìn. Em ơi cái này bất gì nó hít lên mũi cho lên mồm. Em cũng cầm về, đáp đi em mặc gì cái này. Mồm thằng này cho vào rồi em không cầm nữa. Xì ra đấy em ạ, cẩn thận. Trông cái mặt kìa, thèm thùng chưa? Chúng mày không phải lấy mẹ vậy, rồi về nó hít của nó. Đăng đi cho dơ mặt luôn. Đáng lúc nào thầm lấy cái loại này. Chứ không phải là đi lấy đồ của người khác. Mà như thế. Lấy cái gì không thấy lấy. Thái vừa thôi. Thật đấy. Còn nhót mẹo con. Biến thái thật đấy. Ui giỏi ôi. Mẹ còn cái loại đàn ông đàn ông mà lại. Suốt ngày thì du rú ở nhà nhau đi tân gái đi xong rồi 30 tuổi rồi kéo biết làm gì á. Thôi thì vào đi em. Sao lấy lại người này à? Này quên này em mang cái dây phơi này em phải nhá. Sau này nhá. Để tí em cắt cái dây em treo mấy kia. Tao ra tao bảo vợ mày là đấy. Mày em mà thấy chưa? Nhá, tao không bao giờ tên. Đây nhá. Loại quần. Đây tao quay lại bằng chứng rồi đây. Quần áo treo đấy mà. Lấy vợ rồi nhá. Hôm cưới nhá, tao cầm thang mẹ tao